Ơi, hàng dài mấy fan ơi. Hiện đây mình có mua cái bộ bộ ron nha. Bộ ron thì đầy đủ hết tất cả các loại ron luôn. Cái này là phốt như phốt nhít của xúc bắp. Này phốt trục cơ, trục cam rồi nha. Còn đây là phốt của họng ga. Rồi đủ thứ loại ron trong đây luôn nè. Này cổ vô tùm lum luôn. Còn này là họng họng bô xả nè, ngay cổ vô ra nha. Còn này là ron của Còn này là ron của nắp dàn cò nha. Này bô xả. Xả thì nó có nhôm, một lớp nhôm trong đây, hai lớp giấy nẹp bên ngoài. Rồi cái ron này là ron của cắt te đáy nhớt nha. Này ron của đầu quy lát. Thì từ từ rảnh rỗi thì mình sẽ thay hết mấy cái ron này ha. Thì mấy fan nào yêu khách muốn coi để theo dõi thay cho xe của mình thì bấm theo dõi để coi nha. Nhiều lắm, mua một bộ là đủ mấy cái ron hết, rất nhiều lắm, quá trời ron. Rồi mình không cần biết cái ron nào nằm ở chỗ nào ha, mình cứ mở cái xe của mình ra, mình lấy cái ron đó mình đếm con nào giống thì mình đưa vô thôi. Rồi vậy ha.